trích thì không có áo rét nào trích? Không ạ. Ôi rồi. Đoàn có cái nào không cho em mặc một cái? Không có. Cũng không có đâu, có một cái á. Vâng. Ôi rồi, bây giờ chuẩn bị đến mùa đông này. Cái áo này là trước là bố mẹ mua cho hay là được nhà trường phát? Được nhà trường phát. Cái chảo kia là thịt hay là đây hay là gì? Đậu phụ á. Đoàn thử mở anh xem nào. Ủa rồi. Đây là đậu à? Vâng. Nay nấu từ hôm nào rồi? Hôm qua. Hôm qua á? Thế là chưa hết à? Chỗ nào là bị rột nhiều nhất hả Đoàn? Chỗ này. Chỗ này là bị rột nhiều nhất à? Ủa rồi. Chỗ này thì là đúng ở giữa là trong là dưới nhà luôn các bác này. Cháu được không nhìn, cháu được không bật đèn, các bác nhìn thấy được rằng là nó cũng bị là ướt rất là nhiều. Trên này thì các bác không biết là các bác có nhìn thấy là những cái giọt là nước mà nó đọng lại thì kia không các bác. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung với chị kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống đến nhà hoàn cảnh của bố mẹ con đấy các bác. Ở đây thì nếu như mà các bác có theo dõi ở những cái video trước mà cháu Lực chia sẻ lên ấy, thì các bác cũng đã nhìn thấy và cảm nhận được rằng là cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì khá là đặc biệt các bác ạ. Và mấy hôm nay thì là thời tiết mưa đâu đó là tầm độ được 3 hôm là hôm nay rồi các bác ạ. Hiện tại thì là trời bắt đầu là tạnh mưa một chút. Và rồi cháu Lực đang ra thì là thời tiết mưa rất là nhiều. Cháu Lực còn phải mặc theo là những cái bộ áo mưa. Đấy, sau cũng đâu đó là được tầm độ là 2 hôm rồi cháu Lực không ra hoàn cảnh của bố mẹ con, thì cháu Lực sẽ vào và ghi hình một hôm những cái ngày mưa gió thì căn nhà của bố mẹ con thì chia sẻ như thế nào của bác ạ. Tầm giờ này thì cháu Lực nghĩ là ba anh em thì cũng đã đi học về rồi. Về cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì nếu như có một số cô bác ấy có theo dõi sâu ấy thì chưa có hiểu được về cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì cháu Lực xin được phép là tóm tắt qua một chút cô bác nhé. Về cái hoàn cảnh của bố mẹ con thì cũng thuộc dạng là hộ nghèo trong thôn và khá là đặc biệt cô bác ạ. Trong đó thì là thời gian vừa rồi đấy, gia đình đã nghèo rồi, thời gian vừa rồi là còn bố của các em cũng như là chồng của cô thì đi lấy cỏ, đi ra ngoài ruộng lấy cỏ như này này cô bác này, thì không may là bị tai nạn và các qua đời là ở trong ruộng luôn. Khi mà phát hiện ra thì không có thể mà cứu vãn được nữa rồi. Khi mà phát hiện ra thi thể thì đã chết được tầm đó là hơn 12 tiếng đồng hồ rồi cô bác. Đấy, trời mưa thì thành ra là ta đi xuống phần cảnh của bố mẹ con thì cũng khá là khó khăn không á. Mưa thì cũng ngất đi một chút thôi, chắc là đến dưới nhà thì có thể là bỏ áo mưa được ra rồi cô bác. Nên bây giờ thì đã đến hoàn cảnh của bố mẹ con rồi cô bác. Trước mặt cô bác thì là một cái ngôi nhà mà nhìn từ phía bên ngoài vào thì có thể như là một ngôi nhà khá là kiên cố và chắc chắn cô bác nhỉ. Nhưng mà khi mà đi vào bên trong ấy thì nhìn rõ từng cái góc một thì các bác sẽ nhìn được rằng là rất là nhiều những cái cột và những cái cây thì đã bị là móc là hết cả ra rồi. Đằng sau nhà thì các bác nhìn thấy đây, có những chỗ thì là đã bị bay những cái tấm ngói ra rất là nhiều rồi. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy được rằng là đã bị bay đi là một nửa rồi cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời là các bác cùng cháu Đức đi vào
nhà của bố mẹ con của bác nhé. Ở gần sông cây, cây cuối nhiều quá này. Nếu mà những cái cây này không may là bị đổ nhá, thì là không có, nó không thể đổ đi hướng khác được nữa, nó sẽ đổ vào chính cái góc là cái ngôi nhà hết. Bây giờ thì là sau được xẻ bỏ áo mưa ra đó các bác ạ. Chẳng bố mẹ con được biết là hôm nay là có ở nhà không. Đấy, có lẽ là các em là ở nhà đâu các bác ạ. Trong giờ này ấy, thấy là dép bị ủng thì là ở ngoài khá là nhiều này các bác ạ. Rồi ở đây thì không biết là tại sao lại có một cái đống đất ở đây nữa các bác. Chắc là vừa mới sửa lại xong cái chỗ mà nấu cơm bếp ở dưới các bác ạ. Ở đây thì có rất là nhiều những cái vỏ hạt trầu này. Bây giờ thì sẽ đi vào trong nhà đó xem là các em là đang làm gì đấy các bác. Ôi dồi, ra phía bên ngoài này các bác này, mưa nhiều quá. Thành ra là chỗ nào chỗ nấy cũng đều rất là ướt. Chỗ này thì bây giờ là không dám đi xuống dưới đâu các bác. Thứ nhất là nó vừa cao này, và thứ hai thì nó trơn. Thứ ba thì là nó không có, cái cột của nó không được chắc ấy. Các bác xem những cái cột này, rất là nhỏ này. Nó bị mục hết rồi. Ủa, trời, trong nhà tối quá. Ôi, nước nhiều thế. Chào anh ạ. Rồi, hai em đang làm gì đấy? Đọc bài. Đang đọc bài á? Sao lại lấy chăn trùm đi? Lạnh lạnh. Lạnh á? Cả đoàn chào các bạn em nào. Con kính chào các ông các bà. Rồi nào, chích con kính chào các ông các bà. Rồi chích áo dép đâu? À, dép em không có ạ. À, dép không có á? Vâng. Thế là đoàn có dép à? Đoàn có nhiều cái không? Một cái. Có một cái á? Rồi. Chích bị ốm à em? Vâng. Bị ốm á? Lạnh lắm à? Vâng ạ. Thế hai em đang làm gì đây? Đọc bài. Đang đọc bài á? Đây là sách lớp mấy? Lớp 3 ạ. À, của lớp 3 à? Sách này là sách của Trích à? Vâng ạ. À, thế là anh Đoàn học lớp 5 sao, sách của Đoàn đâu? Sao lại học lớp 3? Dạy em học ạ. À, ôi trong nhà tối quá này, cho nên không có bật đèn để là cực kỳ là tối. Sao lại học sớm đây? Tí nó sợ mất điện. Tí nó sợ mất điện á? Vâng. Thế là ở đây là hay mất điện à? Vâng. Hai em học lâu chưa? Học một tí á? Vâng. Nhưng mà ngày hôm nay sao học sớm đấy ngày hôm nay ấy? Sợ mất điện. À, là sợ mất điện à? Vâng. Trích thì không có áo rét à Trích? Không ạ. Ôi, Đoàn có cái nào không cho em mặc một cái? Không có. Cũng không có đó, có một cái á? Vâng. Rồi bây giờ chuẩn bị đến mùa đông này. Cái áo này là trước là bố mẹ mua cho hay là được nhà trường phát? Được nhà trường phát. Nhà trường phát thôi á? Vâng. Thì trước rồi là chưa có áo rét à? Vâng. Trích thì có vẻ như là hơi lạnh như sao với cô bác à Trích ấy. Tội quá. Mẹ với lại là anh Giang là đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi Trích? Mẹ đi lấy cỏ ạ. Mẹ đi lấy cỏ á? Vâng. Thế là các em đi về, các em đi học về thì gặp mẹ chưa? Chưa. Chưa. Thế còn anh Giang? Anh Giang đi trường ạ. À, anh Giang là ở trường à? Vâng ạ. Ồ. Thế anh Giang là bây giờ không về nhà nữa à? Không ạ. Không á, nhưng mà trước bảo là Giang là về nhà mà sao bây giờ lại đi rồi hả Đoàn? Không biết. Không biết á? Vâng. À, hai em là học là không cùng trường với lại Giang nhỉ? Vâng. À. Thế là sách vở là Giang là cầm đi vào trường hết rồi à? Vâng. Ồ, thế là Giang là được ở trong ký túc của cô bác ạ. Ký túc xá đấy. Rồi hai anh em học bài một lúc đi nhá. Học bài một lúc xong là ngay là Đoàn đang dạy Trích học đúng không? Vâng. Trích thì có vẻ như là lạnh sao cô bác, run quá. Đoàn mặc áo rét thì cho Trích lấy chăn trùm đi. Trích đừng có áo đâu mà mặc Trích này. Này không nhóm bếp à? Ủa, cái này là nấu cơm đợi mẹ vậy à? À.
Cái chảo kia là thịt à hay là đây hay là gì? Đậu phụ á. Đoàn thử mở anh xem nào. Ủa ôi, đây là đậu à? Vâng. Nay nấu từ hôm nào rồi? Hôm qua. Hôm qua á? Thế là chưa hết à? Ừ. Thì hôm nay là ăn thêm à? Ừ. Rồi cái này là cơm à? Xem nào, xem được cơm nào. Ôi, đây là đố à? Vâng. À đây là đâu có phải nồi cơm đâu. Cơm thì nấu chưa? Nấu rồi. Cơm là cũng nấu rồi à? Cơm thì nó bằng nồi cơm điện đúng không? Ôi trong nhà ướt thế. Ôi ở đây các bác này. Ở đây cắm được điện không? Chỗ đây cắm được điện không? Có. Thầy cắm điện xem nào. Tối đấy. Ôi, rồi sáng hơn một tí rồi đấy. Đây dây điện này các bác này. À, dây điện này thì rất là nguy hiểm này. Cái dây điện này chắc là ai làm cái dây điện này? Lúc trước bố làm. Trước bố làm rồi à? Bên này là ai ngủ ấy, bên này ấy? Mẹ ngủ á? Vâng. Thế ở trong buồng kia không ngủ được à? Hôm qua trời mưa to, sự cây đổ xuống không ngủ. Thế là hôm qua là trời mưa to quá là sợ cây nó đổ à? Thế ở bên trong buồng ngủ của mẹ thì có bị dột không? Có. Có bị dột à? Vâng. À, thế là bị dột thành ra là mới ra đây này ngủ đúng không? Ừ. Thế là những cái chỗ bị ướt như này là đều là mưa dột xuống hết à Đoàn? Ừ. Đây này các bác này, là nhà là lúc mà trời nắng thì không sao cả, nhưng mà đến cái lúc mà trời mưa đấy, các bác nhìn thấy là ở đâu đâu cũng bị ướt rất là nhiều. Đợi ra chỗ bên này thì cũng bị ướt này. Đây có lẽ là trong phòng kia, trong buồng ngủ ấy các bác này thì cũng bị dột đấy. Thành ra là mới ra đây để mà ngủ. Chỗ nào là bị dột nhiều nhất hả Đoàn? Chỗ này. Chỗ này là bị dột nhiều nhất à? Ôi dồi ôi, chỗ này thì là đúng ở dưới là trong dưới nhà luôn các bác này. Cháu được không nhìn, cháu được không bật đèn, các bác nhìn thấy được rằng là nó cũng bị là ướt rất là nhiều. Này thì là ở phần là trên này này. Ôi, trên này thì các bác không biết là các bác có nhìn thấy là những cái giọt là nước mà nó đọng lại như kia không các bác. Này mà mưa mà cứ là kéo dài như thế này là những cái cây cột này là sẽ bị mọt là rất là nhanh này. Bị dột này thì ăn cơm thì ăn ở đâu? Thế ăn cơm ở góc bên kia. Góc bên kia thì nhìn thấy là cũng bị dột của bác ạ, nhưng mà bị ướt ít hơn. Mày đang nói chuyện thấy là giọt nước bắn ở đây này các bác này. Ôi, ở trên kia các bác nhìn thấy là những cái giọt là nước mà đọng lại rất là nhiều. Những cái cột gối này thì bị hầu như là bị ngấm nước, là bị mọt. Các bác nhìn thấy là hơi có chỗ nào nó bị trắng ấy, là nước là nó đang bị đọng lại. Cái này là chuẩn bị là giọt nước là giọt xuống rồi đây. Ra bên này thì có bị không? Có. À, trong nhà thì là đâu đâu cũng bị hết các bác ạ, không có chỗ nào là không bị cả. Chỗ này thì cũng bị này. Chỗ này thì là bị cũng bị đúng ở dưới luôn này, ngủ thì cũng ngủ khó đấy. Và nếu mà bị ra bên góc bên này thì là còn ngủ được. Mà đây thì là hầu như là bị đúng ở trung tâm rồi. Bị đúng ở giữa cái buồng này rồi. Chú ngủ của các em là đợt trước là vào là ngủ đây các bác này. Đấy nhưng mà bây giờ thì các bác nhìn thấy được rằng là bị nước mưa mà nó cũng giật xuống quá rồi. Thành ra là nhìn những cái tấm ván này bị móc ra rất là nhiều. Nào các em mới bảo là không có ngủ đây được nữa cô bác ạ. Đấy, nhìn thấy trên này các bác nhìn thấy này, những cái giọt nước nó chảy qua này. Đấy, ở trong nhà thôi mà cũng như là ở ngoài cũng có khác gì cả, bên kia cũng thế. Đấy, đang nói chuyện thì là nước lại rơi xuống đây một giọt rồi. Đây này cũng bị này, bị hầu như là nhà là bị dột hết rồi. Thế là chỗ này là ban đêm là không bị dột à? Ban đêm thì là chỗ này là chắc là còn được hơn không bác?
Là cái này là cái màn hôm nọ anh mua đúng không? Đến buổi đêm thì là giải màn đấy, đêm qua. Đây để cho trích với Đoàn học lúc thì đi làm mà một tí là có đi làm mà việc gì không hả Đoàn? Có. Có à? Thế là một tí là đi làm việc gì? Rửa bát. Đi rửa bát à? Một mình em hay đi làm, có cả em trích nữa. Cả em trích nữa. À. Thế là bây giờ hai anh em ôn bài một chút đi nhá. Cháu Lực sẽ dừng ghi hình cho hai anh em là ôn bài một chút đã, để một tí nữa là cho các em là đi rửa bát để mà đợi mẹ là về ăn cơm. Cơm nước thì nấu xong rồi. Mẹ thì không biết là bao giờ mới về đây. Thế là mẹ là đi lấy cỏ. Những cái đồ dùng thì cũng rất là đơn sơ đâu các bác, hầu như là sinh hoạt bằng cái bếp củi ở đây là nhiều cả. Đấy, còn là cái bếp điện thì hầu như là không có, có mỗi là cái nồi cơm điện thôi. Ở nhà là không có người lớn ở cùng đâu các bác, rất là nguy hiểm đấy. Những cái ổ điện kéo dài dài như kiểu cái nàng nhện này. Đây thì chắc là kéo ra đây để một phần là nấu cơm này, hai thì là các em học hành nữa. Những cái đồ ăn mắm muối thì là hôm nọ có được là thay mặt anh Đương Quân là mua lên cho mấy người con. Ui, cơm này thì có vẻ như thiêu rồi này. Này, cơm thiêu này còn ăn không hả chị? Này không ăn được đúng không? Đấy, này tưởng là ăn nó đi, sợ là đau bụng luôn đấy. Hai anh em ở nhà là ôn bài một lúc là chuẩn bị rửa bát rồi à? Thế là vừa rồi là ôn bài là ôn bài của ngày hôm nay à? À, của ngày hôm qua, ngày mai đúng không? Vâng. Bên này thì cũng bị mưa này các bác ơi, giọt xuống rồi đã ướt hết rồi. Thậm chí là đến cái chỗ bông ngủ thôi mà cũng bị giọt, chuyển ra cái góc khác để mà ngủ nữa. Cẩn thận nhá, bắt đấy. Vớ đấy. Hai anh em thì em Đoàn thì lớn hơn, còn em Trích thì là nhỏ hơn các bác. Nhưng mà thấy là bưng được cái chậu bát thế là rất là khỏe đấy. Thế ở nhà là có phải cho lợn ăn không? Có. Có rồi. Quần của anh rơi rồi, lấy quần của anh lên đi. Quần áo, quần mưa của anh ấy. Rồi để trên đấy cũng được rồi, để lên cao một tí, đấy. Lên cao một tí, nó không rơi lên cao đi, để hẳn lên cao, đấy rồi. Không là tí lại mưa rồi. Tí lại rơi xuống. Trích thì mấy đứa đến áo, mấy đứa đến mùa đông thì mặc kiểu gì đi học đây? Mặc nhiều áo à, để thay áo rét à? Đoàn thì còn có một cái áo rét này. Áo rét này thì là được bên nhà trường tặng cho đấy các bác. Ra bên kia thì hiện tại thì vừa tạnh mưa một chút cho nên là sương mù rất là nhiều đấy các bác này. Một cái biển mây nói là nhìn trông cực kỳ là đẹp đấy. Nhưng mà đối với lại là các em thì nó là chuyện là quá bình thường thôi. Ngày nào thì cũng nhìn thấy mây rồi và ngày nào thì cũng nhìn thấy mưa. Thậm chí là các em là còn nhìn thấy mưa là còn sợ nữa. Đấy, mỗi lần nhìn thấy mưa là đi học khó này, xong là nhà ở bẩn này. Đấy.
Thế là mẹ hôm nay có biết mẹ đi tận đâu để lấy cỏ không ấy? Không. Không biết đâu à? Gà này là gà của nhà Đoàn hết đúng không? Gà này ấy. Ừ. Thấy là cũng có đâu đó là 4-5 con gà này. Gà bé thì có tầm độ 5-6 con gì đấy. Cột nhà là cột nào cột nấy là cũng đều là bị nghiêng nghiêng vẹo vẹo này. Có lực nhìn thấy là hai cái cột ở tít tít bằng kia thì bị là vẹo nhiều hơn đúng không? Như vậy thì tại sao mà những cái cột mà nó sẽ sao lại nó không bị hỏng được như này ấy, phơi nắng phơi mưa này. Cái cột này thì trụ được bao nhiêu lâu mấy không á? Trích thì có vẻ như là khá là lạnh đấy. Trích thì lên nhà tìm thêm một cái áo để mặc, để mặc đi em đi đấy. Như là cái cuộc sống của các em thì cũng được ra thì bắt gặp các em là làm cái gì chỉ có được là ghi hình gì đấy thôi các bác. Thì cũng rất là mong là sẽ được sự đồng cảm và sự yêu quý của các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thành Quân là giúp đỡ cho các em là một cái phần nào đấy, một cái phần nào của cuộc sống. Nhà thì khi mà mưa như này một chút là ướt hết rồi. Bây giờ là lúc cháu Lực đang ra đây này, có bác này còn là tạnh tạnh mưa một chút đấy. Cứ để mà cháu Lực mà vào trong lúc mà cái trời mưa gió lớn thì còn không biết là cái lượng mưa của nó khi mà nó tràn vào trong nhà là như thế nào nữa. Này đi học trời mưa như thế này thì Đoàn với lại là Trích với lại các anh là phải đeo ủng đi nhá. Đeo ủng hôm nọ là anh mua cho đấy nhá. Đeo ủng để đi học. Còn áo rét thì hôm nọ là cháu Lực cũng không có mua, chưa mua cho các bác ạ. Không nghĩ được rằng là cái thời tiết mà nó lại lạnh sớm như vậy cả. Trích thì vừa rồi lạnh quá, cháu Lực bảo là lên trên nhà cho em ấy tìm cái áo nào mà dày dày một chút để mặc rồi. Ra mặc cái mỏng phanh như thế này thì làm sao mà không ốm. Ngày mai lại lăn quay ốm như đấy thì tiền mua thuốc thang thì không có. Thế là bây giờ là có hai anh em lại cùng với mẹ thôi à? Anh Giang thì đi ở trong ký túc xá này đúng không? Trong ký túc xá thì lại là cuối tuần lại mới về có một lần rồi. Trích là mặc thêm áo vào cho đỡ lạnh, sắn tay áo lên nào. Thì mới rửa đâu bác. Đây là những cái bộ quần áo mà các em đi học đúng không? Như này thì cái này thời gian này thì là vào cái bộ mà mùa hè thì không thể mặc được các bác, lạnh. Hôm trước thì ra cũng bắt gặp là hai anh em rửa bát, hôm nay thì ra cũng thấy là hai anh em là cùng nhau là rửa bát của bác ạ. Đoàn thì nhìn vào cái khuôn mặt thì phải nói là em ấy cực kỳ là ngoan hiền của bác. Và bé Trích thì nhìn vào khuôn mặt thì cũng như vậy cả. Hai anh em thì bây giờ đều chung nhau cái số phận là bố thì không còn đâu. Trong khi đó là gia đình còn nợ thêm là 30 triệu của cái khoản là vay làm mà ma chay cho bố. Cũng có rất là nhiều các bác hay cũng còn nói rằng là
à, nhà đáng nghèo rồi thì còn làm như thế đúng không á. Thì thật sự ra thì những người mà người ta đi giao thế giới bên kia đấy, cái phong tục thì để mà nói cổ hủ thì đối với lại các bác thì chắc chắn là sẽ rất là sẽ có cổ hủ ấy. Đấy, nhưng mà mỗi nơi nó là một cái văn hóa, một cái phong tục nó riêng biệt. Đấy, nhưng mà để vào cái phong tục này đi thì chúng tôi cũng thấy nó rất là vất vả. Với lại những người mà những người mà còn còn sống, còn những người đã khuất thì người ta không biết được cái gì nữa, không biết là bao giờ mới kiếm được cả tiền để mà trả được nợ nữa đây. Như Giang thì là nói mãi của bác thì em ấy lại chịu là đi học ấy, chứ không là em ấy lại không có chịu đi học nữa đâu. Em bảo là đi ra làm thuê để lấy tiền về nuôi các em ăn học. Bây giờ thì cũng không có dám là nghĩ đến tương lai cho các em cả. Ngày mai như thế nào thì còn chưa có nghĩ đến. Các bác nhìn thấy là hôm qua thì có thể là trời nắng này, nhưng hôm nay thì có thể là mưa. Trời nắng thì các em là vào trong nhà thì nó không bị làm sao. Những trời mưa như này các bác này, khi mà vào trong nhà đấy, các bác nhìn thấy là chạy trốn chỗ ngủ đấy, đi ra bên này ngủ mà bị giọt mưa nó rơi vào đầu một hai cái thì lại tiếp tục là dọn đi ra chỗ khác để mà tìm ở cái nơi mà nó không có giọt chút nào. Thế hôm qua thì là mưa lớn như này thì có sợ không? Có. Hôm qua có gió to không? Có. Có gió to à? Cái gió to này thì là hai anh em ngủ với mẹ hay là hai anh em ngủ riêng? Ngủ với mẹ. À, là đều ngủ với mẹ hết à? Các em có ngủ được không? Không. Cũng không ngủ được á? Không. Này, cái gió mà kêu phiu phiu như này, mưa mà rơi lách tách lách tách này. Sao mà ngủ được cô bác? Đấy, các em thì còn nhỏ thôi cho nên là các em còn chưa hiểu về cái cuộc sống của các em lắm. Nhưng mà có thể là như lúc mà mẹ của các em ấy thấy các em như vậy, có thể là mẹ là tự khóc thầm một mình. Đoàn thì có bao giờ nhìn thấy là mẹ khóc chưa? Có rồi à? Nhưng mà tại sao mẹ lại khóc? Có biết không? Có. Có à? Ừ. Em có biết là lý do mẹ khóc không? Có ạ. Có à? Ừ. Thế là lúc đấy là mẹ khóc là vì điều gì? Vì bố không có. À, thế là bố không có là khóc đúng không? Ừ. Đây, có lẽ là những cái giọt nước mắt mà tủi nhất, những giọt nước mắt mà chồng của mình ra đi là để lại cho một đàn con không biết là phải gọi ai là bố. Và cô thì không biết là phải gọi ai là chồng. Hai vợ chồng thì cùng nhau chia sẻ với cuộc sống đối với nhau, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đấy, một mình cô là đã chịu hết. Mong rằng là các em sau này là lớn lên là ai ai cũng đều ngoan ngoãn này, thì ra ngoài là ai ai cũng thương, ai ai cũng quý. Để cho các em rửa bát một lúc đó các bác ạ. Thì được sẽ đi vào trong nhà. Có thể là một tí là các em là đợi một chút là mẹ là cũng về rồi. Mẹ thì đi lấy cỏ hay sao ấy. Đoàn là bé cẩn thận nhá. Đi cao ấy. Trong nhà thì các bác nhìn thấy cực kỳ là tốn luôn. Đây, để anh tự nhiên đánh một cái đó thôi. Đây. Ôi, bát nhà Đoàn là có nhiều đấy Đoàn. Nhưng mà bát này thì có vẻ như là từ thời khá là lâu rồi các bác. Nếu mà từ thời bát mới chỉ có những cái bát trắng trắng như này thôi. Đây thì thấy là mẹ các em là cũng ngâm mà. Măng này các bác này. Măng thì thấy là măng ngâm cả quả. Bên này là cái măng măng nhỏ nhỏ. Ôi ôi, cẩn thận chứ. Cái điện kia bị làm sao ấy.
Thời gian này thì là hay mất điện rất là sớm các bác ạ. Bởi vì là mưa gió nhiều quá đấy. Chích thì có vẻ là cũng lên đây được quá các bác chích ấy. Rửa bát xong thì hai anh em lại tiếp tục là phân chia nhau là mỗi người công việc là Trích là bây giờ là đang làm gì đấy Trích? Tối thiếu phổ thông nói như nào? Cho con gì ăn? Cho lợn ăn. Nói to lên thế nào? Em cho con lợn ăn. Đoàn Trích thì là chỉ nghe cho lợn nhỏ nhỏ ăn thôi các bác ơi. Còn lại Đoàn thì là dưới kia là cho con nán lợn là to hơn. Đoàn thì đi tận đâu rồi Trích? Cho tận đâu? À dưới kia à? Đoàn là cho lợn tận đâu ăn? Dưới kia. Cái này là nếu mà mẹ ở thì là mẹ làm à? Hay là tối nào về các em cũng làm công việc này? Em lúc em người làm, lúc đợt em làm. À. Mỗi lần cho lợn ăn là có nhiều không? Không. Không á? Thế vừa rồi là em cho lợn ăn chưa? Cho lợn vào. À thế là Trích là ở bên này cho lợn ăn à? Hai anh em là mỗi người là cho ăn 5 con các bác ạ. Lợn thì cũng nuôi ít thôi, thật ra là hai anh em thì cũng không có cho ăn nhiều cả. Trời khá là tối luôn các bác ạ. Trích là cho lợn con nào ăn tận đâu? Ở trong kia. Xách được không? Vậy năm nay thì mới có lên lớp 3 đâu cô bác ạ. Lớp 1 là 6 tuổi, lớp 2 là 7 tuổi, lớp 3 là 8 tuổi. Trích chỉ có 8 tuổi thôi. Vậy nhưng mà hầu như là những công việc mà cho lợn cho con gì ăn ấy, thì cũng đều là em mới biết làm hết. Không làm được nhiều thì em cũng làm được ít. Ba. Nào mà không biết thì là hỏi anh trai đấy. Ba ơi. Gọi anh nha, lớn lên. Ba ơi. Ba. Chẳng lâu đây phải đấy. Đang chưa biết là cái gì là trộn vào không nữa. Thế mọi lần là Trích là cho ăn con khác ăn à? À hôm nay là em cho con khác ăn à? Để cho các em là cho lợn ăn đó. Rồi cháu Lực sẽ nói chuyện với các em sau các bác ạ. Hai anh em là rửa bát xong ấy nhỉ? Vâng. Đó, tôi phải nói là cực kỳ là lạnh các bác ạ. Cháu Lực cả đang đứng ở đây thì cũng lạnh. Ở nhà có bếp củi thì một tí nữa là đun bếp củi lên để sưởi ấm một chút nhá. Nhưng không khí thì hầu như là lạnh vào cái gió lùa và rất là lạnh các bác. Cũng khá là tối rồi, chưa thấy là mẹ các em về cả. Vừa rồi thì cũng ở với các em là được một lúc rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cũng ra bắt gặp hai anh em là co do cái còn lấy chăn chùm xong là học bài đấy chứ. Các em thì rất là hiếu học cô bác. Năm nay thì liệu là có được học sinh giỏi không năm nay ấy? Đoàn địa lớp thì môn toán thì được mỗi lần thi thì được điểm mấy?
Điểm 6, điểm 7. À, điểm 6, điểm 7 thôi ạ. Thế là cũng điểm là trung bình đúng không? Mà nếu như mà hai anh em mà có cái góc học tập với lại là cuộc sống nó ổn định hơn thì chắc là sẽ học và nó tốt hơn các bác. Nhưng mà do là cái gia đình nghèo ấy, thành ra là thời gian học cũng ít đi. Đấy, mỗi lúc là về nhà là cũng tranh thủ học được một chút thôi, lại phụ mẹ làm việc này là việc kia rồi. Đấy, cả Trích nữa, hai anh em là cùng cố gắng nhá. Trích thì lần nào lạnh quá thì mặc thêm là nhiều lớp áo nhá. Còn để áo rét thì để anh hôm nào anh ra thì anh tìm lấy cho một cái này nhá. Cháu Đức đang ngồi ở đây mà những cái giọt nước ở từ trên kia này rơi xuống là trúng đầu luôn đấy. Khắp nơi là đều là bị ướt hết này các bác này. Đã ngồi đúng chỗ này xong là bị cái nước mưa từ trên kia nó rơi xuống. Cái này thì là nếu mà tình trạng cứ như thế đấy là thời gian nó thật là chỗ này là bị mục hết này. Bị mục hết là giấm là con có thể là biết là bị cả chân là đi xuống dưới luôn đấy không ạ? Hai anh em thì ở nhà thì bà ban nhau nhá, nhà đợi mẹ về nhá. Những cái dây điện như này là phải cực kỳ là cẩn thận nhá. Anh thấy là các em đang kéo ra kia này ra kia mà lúc mà nhóm bếp ấy không may cẩn thận là cái than này, than mà nó rơi xuống là nó bị hở điện là giật đấy nhá. Đây có lẽ là cái video này thì cháu Đức cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bạn, và để cho các em là nấu cơm xong lại nhà đợi mẹ về ăn cơm xong là chắc là còn là đi ngủ sớm. Các em thì đi ngủ rất là sớm cô bác ạ. Và buổi sáng vậy thì cũng rất là sớm. Bây giờ thì đoàn gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Rồi nào. Con kính chào các ông các bà. Rồi nào. Con kính chào các ông các bà. Rồi. Đấy, cho Đức xin kính chào. Và kết thúc cái video này ở đây thôi cô bác ạ. Rất là mong sẽ được sự yêu quý của bác dành tặng tới cho bốn mẹ con của bác, và hẹn gặp lại quý ông bà của chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.